trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Văn Chinh, chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long để chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề rối loạn nhịp tim. Thưa bác sĩ Vinh, rối loạn nhịp tim xuất hiện bởi nguyên nhân nào ạ? Thưa quý khán giả, rối loạn nhịp tim có hai nhóm nguyên nhân gây ra cái rối loạn nhịp tim. Một là nhóm nguyên nhân tại bệnh lý tim mạch. Thí dụ như những cái bệnh lý về suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành tim, bệnh thần kinh tự động của tim. Nhóm nguyên thứ hai là nguyên nhân ngoài tim. Thí dụ như là những cái trường hợp chúng ta bị stress, căng thẳng, rồi là những cái bệnh lý về mãn tính đi kèm, thì cũng có thể mất ngủ, rồi là lo lắng suy nghĩ nhiều. Thế rối loạn nhịp tim ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào thưa bác sĩ Vinh? Rối loạn nhịp tim tùy theo nguyên nhân và mức độ thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe từ nhẹ cho đến nặng. Thí dụ như mà nhẹ nhất là tình trạng là hồi hộp, đánh trống ngực, mạch hụt, và nhiều hơn thì có thể là ngất xỉu hoặc là đột tử. Chúng ta có phương pháp nào để hạn chế được tình trạng rối loạn nhịp tim không thưa bác sĩ? Để phòng ngừa và phát hiện những cái rối loạn nhịp tim thì trước tiên là chúng ta phải tầm soát về sức khỏe để phát hiện những bệnh lý về tim mạch. Để xem chúng ta có những cái bệnh lý về tim mạch hay không, từ đó chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời và ngăn chặn một cách có hiệu quả. Thứ hai là chúng ta phải xây dựng cho mình một cái kế hoạch, tức là thoải mái về mặt tư tưởng, tinh thần và thư giãn hoạt động một cách phù hợp. Dạ, thưa bác sĩ Vinh, để có thể kiểm soát được rối loạn nhịp tim thì ngoài trang bị cái máy đo huyết áp, chúng ta có cái biện pháp nào để có thể nhận biết rối loạn nhịp tim bằng cách thủ công không? Để phát hiện những cái rối loạn nhịp tim thì cái quan trọng nhất là hướng dẫn để bệnh nhân phát hiện được những cái triệu chứng mà có cái rối loạn nhịp tim nó gây ra. Thí dụ như bệnh nhân có những triệu chứng về đau ngực, có triệu chứng rối loạn nhịp tim, có triệu chứng là tim nó cảm giác như nó đập mạnh, hoặc là cảm giác nó hẫng hụt, nó ngừng nhịp chẳng hạn, hoặc là có những triệu chứng ngất xỉu thoáng qua mà chưa rõ nguyên nhân, thì tất cả những cái triệu chứng đó là những cái biểu hiện có thể của những cái rối loạn nhịp tim nó gây ra. Thì gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta nên đến cái phòng khám về tim mạch để các bác sĩ sẽ dùng những cái biện pháp để chúng ta kiểm soát, cố gắng tìm được nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp tim, từ đó mới có cái biện pháp điều trị và dự phòng một cách có hiệu quả. Vâng, đó là một số cách để người bệnh có thể nhận biết một cách thủ công về rối loạn nhịp tim. Thế còn hiện tại thì ở các cơ sở y tế đã có, để chẩn đoán chính xác thì đã có những cái phương pháp nào? Hiện tại ở các cái phòng khám tim mạch, mà đặc biệt những cái nơi mà có chuyên khoa về tim mạch để chẩn đoán bệnh tim nói chung và bệnh rối loạn nhịp tim nói riêng, thì chúng ta phải cần tối thiểu những cái máy móc được trang bị. Thứ nhất là điện tim, điện tâm đồ đó. Cái thứ hai là điện tim gắng sức. Cái thứ ba là người ta ghi điện tim 24 giờ. Cái thứ tư đó là siêu âm tim. Thì những cái máy móc đó thì chúng ta có thể phân loại được xem là cái kiểu rối loạn nhịp tim là gì, đúng không? Và tại vì mỗi một cái kiểu rối loạn nhịp tim này có cái biện pháp và thuốc điều trị khác nhau, do đó mà khi có những cái triệu chứng của rối loạn nhịp tim thì chúng ta cần phải đến những cái cơ sở có trang thiết bị đầy đủ để chúng ta chẩn đoán, phân loại rối loạn nhịp tim, từ đó có hướng điều trị một cách phù hợp. Dân xin được cảm ơn bác sĩ Vinh ạ. Dạ thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mỗi kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alo bác sĩ.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình.